đồng lát sắt vụn hỏng giấy bán đề. Ai cú chì cú phát quạt cháy máy bơm đầu đài tivi điều hòa máy giặt cú hỏng bán lào. Ai mua chiếu đề. Chiếu lành, chiếu rách, chiếu dâm, chiếu dại, chiếu coi, chiếu gia truyền ba đời. Nhà tôi ngồi không rách, không phai, không nhầu, ngồi cả ngày không tê đít lào. Củ hành, củ sắn, củ khoai, củ mật, củ ấu, củ cải, củ kẹt bán đề. Mua là bà con cô bác ơi. Everybody, xin chào chị em. Hai hôm không gặp nhau rồi. Mình nhớ chị em như là thịt mỡ, như lá mơ, như là bánh canh nhớ mỡ hành. Đây, có lẽ toang thật rồi chị em ạ. Ở Hạ Long của mình đang bị dịch ốc vít rồi đây. Nếu chẳng may mình có bị bế đi cách ly thì mình xin nhắn nhủ đến crush của mình một câu trên video này. Đó là: Hương ơi, Hà ơi, Thu ơi, Ngọc ơi, Linh ơi, Trang ơi, Hưởng ơi, Hiền ơi, Chi ơi, Yến ơi, Dung ơi, Mai ơi, Uyên ơi, Thảo ơi, Hoa ơi, Thoa ơi. Anh yêu em rất nhiều. Cả đời này anh chỉ chung thủy với mình em ạ à. Thôi, dù sông có cạn trơ đáy, dù núi có mòn rụng như sung. Thôi thì quay trở lại chủ đề chính của video. Thì ở bên bản quốc tế lớp Licky vừa cho ra mắt một trang phục trị giá 1.200 kim cương, tương đương 240k tiền Việt. Thì tên của bộ đồ này tiếng Anh là Traveling Peddler, dịch ra tiếng Việt là du lịch bán hàng dạo. Thì mình cứ gọi bộ này là cô bán hàng rong cho nó thân thương gần gũi chị em nhé. Đây là một bộ đồ gắn liền với nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta đây này. Hình ảnh một cô bán hàng rong đội lón đi bon bon khắp mọi lẻo đường tổ quốc. Thực sự thì mình rất kính trọng những cô bán hàng rong thế này đây. Và cũng là một nét văn hóa cũng như một cái gì đó không thể thiếu ở đất nước chúng mình rồi. Nhất là hai cái chi tiết lón lá và hoa sen của bộ đồ mang đậm phong cách Việt Nam Đông Lào đây này. Thiết kế của bộ đồ mang hơi hướng Nhật Bản. Cái bộ váy với đôi guốc gỗ không lất đi đâu được. Qua những chú mèo nhìn khá là cute. Bộ này qua cả dáng lẫn make up. Về các phần khác thì khi nào về bản Việt mình sẽ review kỹ hơn chị em nhé. Bạn có thích bộ trang phục đáng yêu này không nào? Hãy comment ý kiến phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Goodbye, see you again.